Mến chào cả nhà đến kênh Long Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Hiện tại mình đang ở An Hải Trung, Cái Bè, Tiền Giang. Hôm nay theo anh Dân cưa cái cây xanh này nha cả nhà. Cây xanh này sát cái hàng rào luôn. Trời cũng đang bắt đầu đổ mưa. Nghe nói là có bão đã về đó. Xin mời cả nhà cùng theo dõi với mình. Thì bên ngoài này có mấy cái cọng dây wifi nè. Cọng dây cáp quang này nó dính liền sát với những cái rễ của cây xanh. Anh Dân cũng đã leo lên sẵn rồi. Cây xanh này cũng khá to nha cả nhà. Thì bên trong anh Dân đã cưa, có người kéo ra phụ rồi. Còn bên ngoài này nè, đây là dính nè. Yeah.
lên hình với ai biết ăn kêu hết bà con ủng hộ ra đăng ký kênh ủng hộ. Cảm ơn cái này của ổng, của bà lại giống có quan hệ gì không, quan hệ quen biết
nó có phần rễ nó bám sát trong cái mái tôn, nó cho nên dần mất thời gian. Dân đưa phần dưới cho nó đứt. Thì
bước xuống ở bên dưới. Nó bám sát vô trong cái máy nhà. Nhân phải chặt cái rễ nó rớt xuống. Lấy dao chặt gọn hơn anh. Tại vì rễ á mình nó tốt. Để dùng dao chặt rễ hơn. Rễ là chặt rễ không à. Người thật là rễ. Rễ luôn. Bấm sát vô. Có cây cây xanh là nó ra nhiều rễ nè. Có một cây một gốc mà nó ra nhiều rễ, ta bấm sát bên dưới. Whoa, whoa, whoa.
dân sẽ di chuyển về bên dưới nha. Thì anh Dân cũng đã cưa đứt cái phần ở trên rồi, sẽ di chuyển cái mái to này đi nơi khác. Anh Dân bắt đầu leo xuống nha. Hôm nay cưa cây xanh này chua với không anh Dân? Nói chung là cây xanh này nó nằm nó nhà, dạ. Mà cây xanh nó lội rễ nó là nó bám vô cây. Dạ. Thử mình cưa nó hơi khó, nó hơi vất vả một chút, hơi mệt một chút. Dạ. Mình cưa hết trống người ta mới lụm vô cái cây nhất cũng được. Dạ. Rễ nó bám vậy đó. Để di dời cái máy hiên nó đi ha anh. À, máy tòa nó đi. Mình cưa cho dời cái nhánh cây ra với máy hiên ra. Dạ. Anh cho chú dời đi. Dạ. Rồi, anh cảm ơn. Dạ. Mình cũng xin tạm kết thúc video tại đây. Tạm biệt cả nhà nha, hẹn cả nhà những video mới tiếp theo.